Tại huyện Đức Trọng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức giải bơi trẻ, thiếu niên nhi đồng tỉnh Lâm Đồng năm 2022. Tham dự giải bơi trẻ thiếu niên nhi đồng tỉnh Lâm Đồng năm nay có 14 đoàn với hơn 200 vận động viên đến từ các câu lạc bộ bơi trong tỉnh. Riêng huyện Đức Trọng có 5 câu lạc bộ tham gia. Sau phần khai mạc, các vận động viên đã bước vào các nội dung thi đấu tại hồ bơi Dona, thị trấn Liên Nghĩa. Các đội bơi được xếp theo 5 nhóm tuổi từ 6 đến 18 tuổi để tranh tài ở các nội dung bơi ếch, bơi sườn sấp. Nhóm từ 6 đến 12 tuổi bơi ở cự ly 25m, nhóm từ 13 đến 18 tuổi bơi ở cự ly 50m. Thông qua giải bơi nhằm tạo sân chơi cho các bạn trẻ, thiếu niên nhi đồng trong tỉnh là cơ hội để các vận động viên, cán bộ, giáo viên, hướng dẫn viên giao lưu học tập trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng bơi. Qua giải thi đấu còn phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em. Kết thúc giải thi đấu, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba ở từng nội dung thi đấu của các nhóm tuổi, trong đó có 19 giải nhất, 19 giải nhì và 38 giải ba. Các câu lạc bộ bơi huyện Đức Trọng đã đạt 1 giải nhất, 5 giải nhì và 11 giải ba.